Rồi, về Bắc Ái của Ninh Thuận nha anh em. DC70. Đây, máy này thì là máy Thái nha, máy 1747. Bữa em về container. Cái này thì mấy chiếc này mau đi lắm, tại vì nó hàng chất lượng ha. Đây, đồ đạc mở ra mới tinh nè. Ở ngoài thì nó hơi bị móp méo vô về công thôi nha. Ở trong là còn ngon lắm, hộp số rồi gì mở ra lúc nào cũng thay một số đạn là xong rồi. Rồi chào anh em, cái máy Thái này mới hợp đồng đi Ninh Thuận nha anh em. Đây C70H nha, này là máy Thái nguyên si luôn. Đây ha. Rồi bây giờ em đang trong quá trình phục hồi lại một máy DC70 Thái đời đầu. Đây là máy chất lượng khá là cao luôn, tại vì nó rủ rin rất là nhiều nha. Đây là những con lăn rin hết luôn nè. Ngoại trừ cái con đó ra, nhưng mà con đó là cũng là gần như là lăn rin luôn á. Những con này là ICB hết nè ha. Rồi ngày tiếp theo của máy này luôn, em mới giờ lột bồn ra để làm vệ sinh. Cũng như đang dỡ mấy cái này ra để tập inox luôn ha. Đây. Rồi hôm nay thì anh em ở đây làm tiếp luôn ha. Thì máy Thái mới giờ cái phần lưới này và chuẩn bị vệ sinh và làm tổng thể nguyên máy. Rồi hôm nay máy Thái đã gắp hộp số vô lại xong, chân là 22 con lăn dưới đây, lưới bọng là thay mới rồi. Đây em sơn phết, em thay một cái bông cuốn mới luôn nha. Đây là bông cuốn mới 100% luôn đó, anh em xem đây. Rồi sẽ gắp vô máy nha. Rồi bây giờ máy xong hết rồi, máy Thái cuốn mới em chuẩn bị giao đi nha, mới giờ thay cấp mới luôn. Rồi chiếc này em giao về Bác Ái của Ninh Thuận nha, em cũng bảo dưỡng xong hoàn chỉnh rồi mới giao cho khách. Rồi đây nha anh em, máy ra tới rồi nha. Đây, cái máy này em bảo dưỡng xong hết cho khách luôn, thay bông cuốn mới đồ này nọ luôn, ngon lắm. Máy Thái 1747. Rồi ăn còn nha anh em, máy lên xong rồi. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều nha, chúc mọi người sức khỏe dồi dào nha. Đây đã ông vòng nó là xong. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Trong đây thì mình có thể mấy chiếc trăm mấy năm, mình quay cho người xem. Đây, 105, mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy Thái xịn, này máy chạy lướt ha. Được gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, đang có lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy gì luôn nha. Phía sau đây ha. Rồi máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đánh các máy, anh gửi chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây bên em dễ nhận diện nha.